phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thỏa thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là 1 đồng, ông sai họ đến vườn của ông. Khoảng giờ thứ 3, ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ. Ông bảo họ rằng: Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ 6 và giờ thứ 9, ông cũng trở ra và làm như vậy. Đến khoảng giờ thứ 11, ông lại trở ra và thấy có kẻ đứng đó thì bảo họ rằng: Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế? Họ thưa rằng: Vì không có ai thuê chúng tôi. Ông bảo họ rằng: Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta. Đến chiều, chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết tới người đến trước hết. Vậy những người làm từ giờ thứ 11 đến lãnh mỗi người 1 đồng. Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn, nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người 1 đồng. Đang khi lãnh tiền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: Những người đến sau hết chỉ làm có 1 giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao? Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thỏa thuận với tôi 1 đồng sao? Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về. Tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị vì tôi nhân lành chăng? Như thế kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết. Đó là lời Chúa. Trước khi chia sẻ tin mừng, xin được chúc mừng ngày bổn mạng của đồng hương trung thành tại miền Nam. Xin công đoàn cho một tràng pháo tay để chúc mừng đồng hương của trung thành. Vâng. Hay mắt bạn ganh tị vì tôi nhân lành chăng? Trọng kính quý cha, kính thưa quý cụ, quý ông bà và toàn thể anh chị em. Đã là con người chúng ta, là con cháu Adam, Eva, thì chúng ta mang cái dâng dấp của sự ganh tị, nó từ thuở xưa tới nay, từ cổ tới kim, nó luôn luôn đồng hành với con người, mà nhiều khi chúng ta muốn loại nó ra khỏi cuộc sống nhưng có vẻ khó khăn lắm. Nhân đây con xin cống hiến với cộng đoàn một câu chuyện. Tại một nơi kia có 2 gia đình sống cạnh nhà nhau nhưng vẫn luôn tranh chấp có một chút cái vỉa hè, và rồi đôi co nhau rồi cứ qua lại như vậy và sống trong cái sự bất bình an. Và câu chuyện này cũng nói đến một cái cách để răn dạy. Một hôm quỷ vương hiện ra và nói với một trong 2 người rằng: Tôi cho anh ước một điều. Và nói với người bên này thì cũng nói với người bên kia rằng 2 người cho một cái điều ước. Và muốn ước gì thì ước, anh được 1 thì cái người bên cạnh được 2. Và ông hàng xóm ngu gì mình ước. Mình ước 1 được 1 thì nó được 2, tức là hơn mình rồi. Và ông suy nghĩ. Suy nghĩ xong, ông nói với quỷ vương: Vậy tôi ước, tôi chột 1 mắt.
Và tất nhiên ông được chột một mắt thì hàng xóm mất hai con mắt. Thế là thà mất còn hơn là người khác được hơn mình. Ông hàng xóm mất luôn hai con mắt, và ông nghĩ bây giờ cách nào trả thù lại. Ông ước cho tôi gãy một cái chân, và ông hàng xóm gãy luôn hai cái chân. Vậy như vậy là một người mất một con mắt, hai cái chân, còn người kia mất hai con mắt và một cái chân. Như vậy là chúng ta thấy con người là như vậy, không muốn cho những người khác hơn mình, không muốn cho người khác được khen ngợi. Đó là cái thể trạng của xã hội ngày hôm nay. Nhiều người vẫn cư xử với nhau tương tự như câu chuyện mà con mới thưa với cộng đoàn hôm nay. Vì con người lại cư xử với nhau như vậy. Tại sao? Vì người ta ghen tị. Người ta có thể ghen tị nhau đủ mọi phương diện. Ghen tị vì thấy người khác giàu có hơn mình. Ghen tị vì thấy người khác giỏi giang hơn mình. Ghen tị vì thấy hàng xóm làm ăn thành công hơn mình. Ghen tị vì thấy người khác được mọi người yêu mến, tôn trọng hơn mình. Vì ghen tị nên người ta sinh ra cái thói xấu, gièm pha, hạ bệ, và thậm chí đi đến chỗ ghen ghét, chém chết, hạ sát lẫn nhau để thỏa lòng ghen tị. Vâng, trang tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy những người thợ làm vườn nho đến trước, làm từ sáng sớm, ghen tị nên không chấp nhận ông chủ trả công cho người đến sau một đồng lương bằng mình. Họ vừa lãnh vừa lẩm bẩm cằn nhằn với ông chủ rằng mấy người sau chót này làm có một giờ thôi, còn chúng tôi phải vất vả nắng nôi từ sáng sớm tới chiều tà. Vậy ông kể chúng tôi bằng họ hay sao? Và như vậy chúng ta vẫn thấy điều này không phải ngày hôm nay mới xảy ra, mà lần dở các trang kinh thánh chúng ta thấy từ xưa đến nay. Những ngày đầu của con người cũng đã xảy ra cái sự ganh tị này rồi. Khi Đức Chúa Ngài chấp nhận của lễ của Abel, còn của lễ của Ca-in thì không được Thiên Chúa chấp nhận. Và từ cái điều này đã xảy ra ghen tị. Hai anh em đã ghen tức nhau, và Ca-in đã giết chết em mình. Vâng, cái nòng ghen tị đã làm cho con người xử trí với nhau một cách mù quáng như thế. Rồi chúng ta thấy ông David với ông Saul. David thì đi đánh giặc trở về, và dân Israel ra đón, và họ hát hò mừng đón David. Họ hát cái bài là David giết hàng vạn, còn Saul thì chỉ giết địch được hàng ngàn. Và rồi Saul đã ganh tị với David, và ông nói nó chỉ còn có ngai vàng nữa thôi. Và Saul đã nuôi lòng hận thù và đã muốn triệt hạ David. Hơn thế nữa, khi kể dụ ngôn này, Đức Giêsu còn nhắm tới dân Do Thái ghen tị về ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã dành cho dân ngoại. Người Do Thái họ quan niệm rằng họ là dân riêng của Thiên Chúa chọn, cho nên họ dành cái đặc quyền đặc lợi là
Thiên Chúa yêu thương họ là những người trung thành giữ lề luật của Mô-xê, được thể hiện qua giao ước núi Sinai giữa Israel và Gia-vê Thiên Chúa. Vì thế họ mới xứng đáng được lãnh nhận ơn cứu độ. Còn những người dân ngoài, những người dân khác thì họ không muốn, và coi như là họ cho rằng dân ngoại là dân không xứng đáng được ơn cứu độ của Thiên Chúa. Cho nên Đức Giê-xu Ngài đã đả phá cái quan niệm sai lầm của những người Do Thái và sửa trị cái thói ghen tị của họ bằng cách cho họ thấy lòng bác ái cao cả của Thiên Chúa thể hiện nơi ông chủ vườn nho. Ông đã khẳng định rằng chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt những của cải của mình và trả công cho những người làm sau bằng anh em hay sao? Hay là các anh thấy vì tôi tốt bụng mà đâm ra ghen tức? Thật vậy, Thiên Chúa Ngài ban ơn cứu độ cho dân Do Thái, đồng thời Ngài cũng ban ơn cứu độ cho dân ngoại. Nước trời không chỉ dành riêng cho một số người nào đó mà cho tất cả mọi người, không phải chỉ cho dân Do Thái mà cả dân ngoại. Nếu như Chúa chỉ dành cho dân Do Thái, dân riêng Chúa tuyển chọn, thì thử hỏi làm sao chúng ta có cái cửa để làm con cái của Thiên Chúa, để được hưởng hạnh phúc nước trời. Như vậy thì chúng ta mới hiểu câu nói của tiên tri Isaiah trong bài đọc thứ nhất. Tiên tri nói rằng cái cách đối xử của Thiên Chúa vượt hẳn cái cách đối xử của con người. Thiên Chúa Ngài đối xử không như con người xử theo cách công bằng. Người làm ít sẽ hưởng lương ít, người làm nhiều sẽ lãnh lương nhiều. Đó là cách đối xử của chúng ta. Còn Thiên Chúa thì Ngài vượt xa sự công bằng, đó là tình thương và lòng quảng đại. Vì thế Ngài đã trả cho người đến sau bằng những người đến trước. Không phải những người đến sau này làm giỏi hơn, không phải những người đến sau này làm ưng ý hơn, không, chỉ vì lòng thương xót của Thiên Chúa. Và đồng thời chúng ta cũng thấy rằng những người họ không phải vì lười biếng, họ cũng đã đi làm từ sáng sớm. Cái sự chờ đợi có người mời gọi để đi làm việc nhưng không có ai. Chính ông chủ nói rằng sao các ngươi vẫn còn ngồi đây, thì họ trả lời không có ai thuê mướn tôi. Chỉ còn một giờ nữa là tối rồi, vậy thì bữa cơm của gia đình họ, con cái họ sống sao đây? Đấy là cái lý do mà Thiên Chúa Ngài yêu thương con người, Ngài đối xử khác với con người. Vâng, cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, lời Chúa hôm nay là lời mời gọi mỗi người chúng ta thực hiện. Hãy bỏ đi cái tính ghen tị của con người, mà con người, con cháu Adam, Eva, cái sự tội nó thấm nhập vào thế gian và con người, và nó ăn sâu vào máu huyết của con người, đòi hỏi mỗi người chúng ta phải loại trừ nó ra, để cho tình yêu của Thiên Chúa thấm nhập vào tâm hồn, vào máu thịt con người chúng ta, để chúng ta cư xử như Chúa cư xử với chúng ta. Vâng, kính thưa cộng đoàn, hôm nay đồng hương của giáo xứ Trung Thành tại miền Nam cử hành lễ quan thầy mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi. Chúng ta cũng được mời gọi noi gương bắt chước Đức Mẹ. Chúng ta là con cái của Đức Mẹ, mà người đời chúng ta có cái câu con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Chúng ta là con cái của Đức Mẹ,
chúng ta được mời gọi noi gương mắt trước Đức Mẹ. Chúng ta cư xử với nhau, chúng ta yêu mến Thiên Chúa thì chúng ta cũng yêu mến nhau, giúp nhau để cùng nhau tiến lên trong đời sống đức tin. Và nhất là chúng ta noi gương Đức Mẹ qua hai tiếng xin vâng, mà Đức Mẹ trong mọi hoàn cảnh cuộc đời Mẹ luôn luôn thưa với Chúa. Đặc biệt là Đức Mẹ sầu bi, Mẹ đứng dưới chân cây thập tự giá, không có một người mẹ nào mà thấy con cái của mình đau khổ chịu chết mà lại không đau. Từng khúc ruột đứt ra khi chứng kiến những cái nỗi đau của con mình. Con đau ở thân xác thì Đức Mẹ đau trong lòng. Mẹ luôn luôn cộng tác với Chúa trong chặng đường loan báo tin mừng. Và chúng ta cũng được mời gọi, cũng thưa lên hai tiếng xin vâng như Mẹ. Cho dẫu cuộc đời có gặp những phong ba bão táp, cho dẫu chúng ta có gặp những khó khăn, dù anh chị em cách xa quê hương ở nơi đây, nhưng chúng ta nhận nơi đây là quê hương của mình, và cùng nhau chúng ta sống và chúng ta thực hành lời Chúa. Chớ chi mỗi người chúng ta xin Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ, giúp cho mỗi người chúng ta cũng luôn luôn xin vâng trong mọi biến cố. Và đồng thời chúng ta hãy cố gắng thực hiện mà lời Chúa trong tin mừng hôm nay, loại bỏ tính ghen tị ra khỏi cuộc sống và biết đối xử với nhau bằng tình yêu thương và lòng quảng đại như Thiên Chúa đã đối xử với anh chị em chúng ta.